mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới bảo hành cháy nổ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000 vô địch tầm giá đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Realme Q. Chiếc điện thoại này hay còn có một cái tên khác đó là Realme 5 Pro. Và trong cái phân khúc hàng xách tay thì thực sự là sản phẩm này không có đối thủ luôn. Realme Q bây giờ giá bán tại Clickbuy mình nhớ không lầm là loanh quanh trên dưới 3,5 triệu. Và với mức giá đó chúng ta đã được một sản phẩm với con chip Snapdragon 712 rồi, với bộ 4 camera phía sau như thế này. Đấy, và tất cả những cái gì về Realme Q thì bọn mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Tuy nhiên có một điểm bây giờ mình nhớ ra, đấy là trên kênh Dương Dê chưa từng có một bài test game nào về cái con Realme Q này cả. Đúng là hơi thiếu sót đối với các bạn. Realme 5 thì đã có bài test game rồi, đấy, Realme Q thì lại chưa. Còn Realme 5 Pro thì nếu mà hàng chính hãng thì nó cũng là một trong những sản phẩm hàng chính hãng chạy con chip 712 rẻ nhất rồi. Đấy. Và ngày hôm nay admin Khải bên mình sẽ có một cái bài test game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile trên Realme Q để xem là khi mà chơi game cái sản này khả năng cầm nắm ra sao, bộ loa ngoài của nó nghe như thế nào, màn hình Full HD cộng của nó thì chơi game xem nó có hiển thị nó tốt hay không. Đấy, rồi là chơi game nó có bị nóng lên hay không, và nóng lên nhất thì nó sẽ nóng lên ở phần nào. Chơi game Liên Quân và PUBG thì nó có bị tụt khung hình trên dây hay không, có bị lag và giật hay không, và so sánh nó sang với những sản phẩm khác thì nó thể hiện cái khả năng chơi game ra làm sao. Đấy là tất cả những tiêu chí mà bên mình đặt ra trong mỗi một bài test game. Và bạn cũng biết là admin Kha là một trong những người được rất yêu mến ở trên kênh Dương Dê qua những video test game rồi. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test game Realme Q qua phần trình bày của admin Kha, và rất là cảm ơn hệ thống Clickbuy đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Rồi, và bây giờ sẽ là phần test game của mình đây. Thì trước khi vào phần test game, mình sẽ show cho bạn xem là cái điểm số AnTuTu của nó là bao nhiêu. Với chiếc Snapdragon 712 thì chúng ta sẽ có điểm số là 222.000 điểm, nói chung là sắp xỉ 223.000. Và để đi sâu vào bên trong, các bạn sẽ thấy là điểm số GPU của nó sẽ cũng không chênh lệch quá nhiều so với chiếc Snapdragon 730, tầm 10K thôi. Đó, thì sẽ là 61.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từ game PUBG Mobile các bạn nhé. Quay. Tuyệt vời. À, bạn này vẫn ở trên này. Ô, nhỏ vậy. Ok, số 4 ơi. Wow. Trời ơi, cực kỳ là căng não luôn các bạn ơi. Các bạn biết sao là chúng ta không thể thấy cái phần nhảy dù không? Tại vì là mình quên bấm vùng quay các bạn à. Phải nhảy xuống rồi chạy lút gần hết cái khu này rồi thì mình mới phát hiện ra mình chưa bấm quay. Trời ơi, nó bực mình gì đâu á, nhưng mà về cơ bản thì mình thấy là cái pha nhảy dù đó nó rất là mượt mà, không sao cả. Bung dù rất là thoải mái với chiếc Snapdragon 712 như thế này. Rõ ràng thì với chiếc này nó chỉ trên so với chiếc Snapdragon 730 là 10K điểm AnTuTu thôi. Cho nên về cái trải nghiệm đối với cái mức cấu hình là mượt và 40fps như thế này thì nó không chênh lệch quá nhiều. Với mức cấu hình này thì nó sẽ giúp cho chúng ta chơi game dễ hơn, nhìn địch cũng nó sẽ rõ ràng hơn so với cái việc là chúng ta phải để lên mức độ họ là HDR. Với cái mức cấu hình mượt và 40fps, đây là cấu hình tiêu chuẩn để các bạn có thể leo rank rồi. Một số bạn thì khi chơi với mức FPS là 60 thì không thể nào thích nghi được, tại vì nó quá mượt ý, nó sẽ gây ra hiện tượng chóng mặt. Chơi biết thì là nhè rồi mới phát hiện ra mình chưa bấm quay các bạn à. Và rõ ràng thì với cái thời khắc chuyển giao gần như đã hoàn thành rồi. Trong năm 2019 gần như là không có một cái tỷ lệ màn hình 16:9 nào xảy ra nữa. Cho nên là gần như là cái tay mình nó cũng đã dần quen với cái điều đó. Tức là với cái tỷ lệ màn hình như thế này tràn viền thì cái phần thịt ngón cái của mình bây giờ nó đã hạn chế tối đa cái việc chạm vào rồi. Trong cái lúc lái xin như thế này thì nó cũng rất là mượt các bạn à. Âm lượng của cái loa này rất to, tuy nhiên là nó chỉ là loa đơn thôi chứ không phải loa kép stereo. Mình hơi tiếc về vấn đề này. Nhưng mà wow. Nhưng mà rõ ràng thì đây chỉ là một chiếc điện thoại mà có mức giá khoảng 3,5 triệu thôi. Chiếc điện thoại này thì mình đã mua cho bố mình rồi. Đó, thì cũng không thể nào yêu cầu đòi hỏi gì hơn được. 3 triệu mà có loa kép stereo thì là một điều mà gần như không thể rồi. Về cái phần mà trải nghiệm cầm nắm của con này thì mình thấy là cũng rất là tuyệt vời, không có gì để chê cả. Về cơ bản ấy thì con này nó cũng có một cái kích thước vừa tầm, cùng với đó là viên pin của nó cũng có dung lượng lớn nữa, thành ra thì nó tổng thể cầm rất là đầm tay.
3,5 triệu mà mua được con chip Snapdragon 710 rõ ràng là ngon hơn Redmi Note 8 rất nhiều. Lần đầu tiên mà mình khen một hãng khác không phải là Xiaomi về cái phần cấu hình đó. Từng là một fan Xiaomi một thời vì phần cấu hình, nhưng mà rõ ràng thì Xiaomi bắt buộc họ phải cắt giảm về phần cấu hình để họ bắt đầu tập trung vào những cái thứ tính năng khác đó, để nó chiếc điện thoại mình nó cân bằng hơn. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất làm loạn nhịp tim mê say, quên lấy anh bay theo cơn sóng say. Và cái điểm nóng nhất mà mình nhận thấy đây sau một khoảng thời gian trải nghiệm đó chính là 10 phút thì phần xung quanh cụm camera đây rõ ràng rồi. Thường thì những cái con chip nó sẽ đặt ở vị trí gần camera nhất của chiếc điện thoại mà. Nhưng mà có một điều mà mình không thích lắm trên cái chiếc Realme Q này đó chính là về phần cụm camera ấy. Nó làm dày cộm lên và nó thô cực kỳ luôn các bạn à. Rất là khó chịu. Độ sáng màn hình con này thì mình đánh giá nó cũng chỉ ở mức khá thôi chứ không hẳn quá cao đâu các bạn à. Tuy nhiên thì đối với cái đèn Kino rọi trực tiếp như thế này thì ok, nhìn vẫn ổn, không sao cả. Ok, hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Vihan với vị trí là đường AD các bạn nhé. Chắc chắn rồi. Con này thì đi mid cũng được nhưng mà về cơ bản thì sợ tranh lane lắm, bảo phá game rồi này kia, cho nên là ok, chơi theo kiểu an toàn là được rồi. Rồi xong. Xác định luôn. Tóc biến liền. Còn tuy nữa không bạn này. Nát trụ bạn luôn cho bạn biết. Xạo này. Ui Triệu Vân. Không có lại được. Đối với tựa game Liên Quân Mobi thì mình đã trải nghiệm được 5 phút rồi. Thì mình thấy rằng là các bạn FPS nó rất ổn định, luôn luôn ở mức 59-60 cho nó không bị sụt giảm nhiều. Ui khó rồi. Wow, mất cùng một lúc hai cái liềm. Á, à, mình đâu mất liềm đâu. Ờ à, đúng rồi, mất cái liềm. Mười phút rồi thì FPS nó vẫn dao động ở mức 59-60 luôn các bạn à. Nhiệt độ thì nó cũng sẽ tương tự như là trên cái đối với tựa game PUBG Mobile vậy, nó cũng sẽ khá ngang nhau, mình không cảm nhận cái sự chênh lệch quá nhiều. Trời ơi, fix cho Triệu Vân 80 rồi à. Nó bất tử rồi. Không ổn, như thế này là không ổn. Chú mít, chính xác. Ui. Đúng rồi, dụ. Dụ đi, Triệu Vân ở dưới rồi, đẩy nốt trụ này. Ui, thôi xong. Lực bắt tâm rồi. Hay quá, ok. Khó chịu thế nhờ. À thôi. Trời ơi, nghĩ gì vậy trời? Bạn nghĩ gì mình vậy? Xong, cần hết rồi. Rỉa, lết này. Không chạy, rồi xong, mình con ti, bạn đi nhá. Mạnh giỏi này. Mình tỉnh nào, chờ mình. Chồ chà. Đúng, Triệu Vân là cái. Đúng, chính xác, hay lắm. Ui, không trúng. Đuổi theo anh em ơi. Anh vui nào, hóa kiếp thanh tôi. Đỡ thế nào được. Chán rồi.
không đỡ được, không đỡ được các bạn à. Thật sự. Thua. Không đỡ được. Ui nó ra. Ui nó còn. Ui thôi xong. Tìm thật. Không ăn được Khesa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết chi tiết của video này các bạn nhé. Về trải nghiệm cầm nắm thì với khối lượng tổng thể là 184g, thiết kế mặt lưng và 4 góc cạnh được bo cao nhẹ. Tổng thể có một thiết kế liền mạch, cầm rất thoải mái và đầm tay. Tuy nhiên, nếu bạn nào khó tính thì ở phần viền nó sẽ có một cái điểm G làm cho hơi bị cắn tay khi mà các bạn vuốt từ cạnh viền vào. Về trải nghiệm hiển thị thì loại màn hình sử dụng trên này đó chính là IPS LCD có kích thước là 603 inch với độ phân giải là Full HD cộng, cho mặt độ điểm ảnh là 409 dpi. Độ sáng thì ở mức ổn, chất lượng màu sắc thì cho ra ở mức trung bình khá và chất lượng chi tiết cho ra ở mức khá các bạn nhé. Còn về trải nghiệm âm thanh thì con này không được trang bị loa kép stereo, chất âm sáng và loa to, nhưng khi các bạn nghe ở mát âm lượng thì sẽ hơi bị chói tai. Còn về tựa game PUBG Mobile thì khi mà trải nghiệm ở mức độ họ là 1440fps cộng với đó là tính năng khử răng cưa thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 46°C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh thì sẽ mượt, thỉnh thoảng thì sẽ có hiện tượng drop thôi, nhưng mà nó không đáng kể. Vấn đề này mình có thể chăm trước được đó, tại vì dù sao đây cũng là một chiếc máy Android thôi. Về phần pin thì pin trung bình một trận của nó sẽ dao động từ 8 đến 11% cho tổng thời gian 25 đến 30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobile mà khi trải nghiệm ở mức độ họ là cao 60fps cộng với đó là chi tiết cao thì nhiệt độ khi mà trải nghiệm cho ra cũng tương tự như là trên tựa game PUBG Mobile vậy, 46°C. FPS trong điều kiện bình thường sẽ là 59 đến 60 và trong điều kiện giao tranh sẽ là 57 đến 60. Pin trung bình một trận của nó sẽ dao động từ 7 đến 9% cho tổng thời gian 10 đến 15 phút. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và tạm biệt.